Thời tiết đã lạnh hơn ở trường quái vật. Búp bê sẵn sàng cho Halloween chưa? Lần này ai sẽ trông ma quái nhất? Xem Lalilu để tìm ra nha. Làm hai búi tóc. Tẩy sạch make-up cũ bằng nước tẩy sơn móng tay. Vẽ một đôi mắt mới. Đầu tiên, lòng trắng. Sau đó là tròng đen và đồng tử. Vẽ lông mày sáng. Làm tối hốc mắt nha. Và make-up cho chú Hề. Và một chiếc váy mới làm từ vải lấp lánh và vải twin. Trang trí chiếc váy với ba nửa hạt cưa màu đỏ. Tất đến đầu gối kẻ sọc và tất tay. Một quả bóng đỏ. Và bạn đã biết đó là ai rồi. Là Pennywise. Một sinh vật đáng sợ sống ở ngôi nhà cổ đó. Trông giống chú Hề vui nhộn. Và cậu muốn tặng bánh cho bọn trẻ. Nhưng đó là bẫy. Pennywise cố thu hút chúng. Không có gì lạ khi nhà cậu được dán băng dính cẩn thận. Edward tay kéo đang làm việc trong vườn. Cậu sắp làm nổ bóng bay của Pennywise. Thật khó để hai người hòa hợp. Nhưng ngồi trên mái nhà và mơ về những điều đáng sợ mới mẻ giúp họ gần nhau hơn. Búp bê Enchantimals cũ đã sẵn sàng biến thành Edward tay kéo rồi. Đầu tiên, chúng ta cần đổi kiểu tóc, rồi tạo kiểu tóc nữa nha. Bước tiếp theo là tẩy lớp make-up cũ đi. Và chúng ta cần tô mặt màu trắng. Tiếp đến là trang điểm đậm. Mắt khói nữa nha. Kiểu make-up này làm nổi bật đôi mắt của cậu. Vẽ môi. Thêm các vết xước trên mặt. May quần áo thôi nào. Cắt một miếng da đen để làm áo. Dán các mảnh lại với nhau. Quần da là sự lựa chọn tốt nhất. Tô sneaker màu đen. Thêm nhẫn nhỏ và bóng kim loại vào bộ đồ. Gắn kéo vào cánh tay. Thêm lưỡi dao từ bìa cứng màu bạc. Edward tội nghiệp. Cậu yêu gấu bông. Nhưng ôm chúng luôn trông trở thành thảm họa. Xin lỗi gấu. Mình sẽ đảm bảo ai đó khâu lại cho cậu. Hãy biến búp bê Enchantimo thành cô dâu ma nha. Làm hai quả bóng từ đất sét. Gắn chúng vào hốc mắt. Tô da xanh nhạt. Trông như đến từ thế giới khác vậy. Vẽ lồng trắng của mắt. Kẻ viền mí mắt với sơn acrylic màu đen. Tạo hình lông mày để trông bi thảm hơn. Phấn mắt màu xanh thật sự hợp với cô nè. Thêm đồng tử nào. Vẽ lông mi bằng sơn acrylic. Gắn mi giả. Vẽ lỗ mũi và tô son. Có một vết khâu cũ trên má của cô ấy. Dính tóc nối vào phần đầu. Trông khá đẹp nha. Làm một chiếc váy cũ từ miếng gạt. Tô phấn màu lên trên miếng gạt nào. Phần trên váy là chiếc áo crochet bằng giấy xốp. Xương sườn cô lộ ra một bên. Bôi keo yêu mơ lên áo. Và rắc kim tuyến lên nào. Trông đẹp ghê luôn á. Giày của cô cũng cần tỏa sáng. Sơn móng tay lấp lánh đến rồi đây. Làm một vòng hoa từ hoa và nụ giả trang trí. Yay, cô dâu đã có màn che mặt. Vào một đêm Halloween tăm tối, cô dâu ma tỉnh dậy sau giấc ngủ dài lâu năm. Mình đã không đến vùng đất của sự sống quá lâu rồi. Và mình vẫn chưa ngủ đủ. Chà, chỉ có mình. Thật tiếc khi mình không biết ai trong thành phố này. Có lẽ mình sẽ đủ may mắn để tìm ai đó như mình. Hãy biến búp bê này thành Shirley Frankenstein. Bỏ phần tóc cũ đi. Sơn đầu màu đỏ. Lấy hai loại ruy băng satin. Tháo chỉ ra. Chúng ta đã làm tóc nối. Dính chúng vào. Đúng là một kiểu tóc đẹp mà. Tẩy lớp make-up cũ và vẽ mắt mới. Thêm các đốm trắng và lông mi dày.
Rẽ viền phần dưới bằng sơn màu xanh nha. Sơn tối màu rất hợp với Sally. Vẽ các vết khâu và sẹo trên mặt và cơ thể Sally. Tô màu da cho đúng nha. Mặc thử chiếc váy mới nào. Cắt các loại vải khác nhau. Tốt hơn nhiều rồi. Style Franken. Vẽ các mũi khâu bằng sơn acrylic. Sơn dày màu đen. Sally là người đẹp nhất trong tất cả các Frankenstein. Nhưng những người lạ vẫn sợ cô. Có lẽ bởi vì cô thích đi bộ qua nghĩa trang ư? Bạn sẽ sớm gặp Jack Skellington. Tạo khung bằng dây kim loại. Tay, chân, mọi thứ đã xong. Đục một lỗ ở chiếc móc khóa và đặt chiếc đầu vào. Thêm nhiều khối lượng hơn với đất nặng nha. Tạo chân và bàn chân bằng súng bắn keo nóng. Tô trắng toàn thân. May một bộ đồ bằng vải sọc. Cắt một chiếc nơ từ giấy xốp lấp lánh. Thêm mắt neon. Jack Skellington là người tạo trend ở địa ngục. Dùng keo nóng để vẽ cổ tay trên bề mặt kính. Giờ tay của Jack trông ổn rồi đó. Tô tay màu trắng và chân màu đen. Dán chiếc khuy vàng. Diện mạo của Jack đã hoàn thành. Trông rất giống quý ông thực thụ. Jack đi lang thang quanh rừng. Cậu thấy buồn lắm. Bí ngô là người duy nhất Jack có thể nói chuyện. Nhưng chúng có thật sự hiểu cảm xúc của một sinh vật không ai quan tâm hay không? Không ai để ý đến mình ở mọi nơi mà mình đến. Nhưng Jack không biết Sally thầm yêu mình. Sally luôn theo sát Jack. Nhưng cô chưa từng có dũng khí để bắt chuyện với cậu. Đột nhiên, vua bí ngô nghe thấy tiếng cành cây gãy. Ai đó? Nếu dám lộ diện thì ra ngay. Sally phải nói rằng mình đang trốn. Ơn trời, cuối cùng họ cũng gặp được nhau. Bây giờ họ đang hạnh phúc bên nhau nè. Đã thấy chiếc đầu búp bê bị mất rồi. Tẩy trang và làm nổi bật mái tóc bằng phấn khô màu xanh. Cô có một mái tóc hợp thời trang nè. Gắn khuy áo thay cho mắt. Kẻ chân mày cao. Vẽ tàn nhang và tô son nè. Vẽ chuồn chuồn bằng súng bắn keo nóng. Phủ sơn acrylic và vẽ cánh. Kẹp tóc đã xong rồi. Coraline, đừng làm mất đầu nha. Cả thân mình nữa. Giờ mọi thứ đều sẵn sàng. Thay vì vùng đất của ác mộng, Coraline sẽ đến trường học quái vật. Cô sẽ quen rất nhiều bạn mới ở đây. Chúng ta cần cặp sách. Làm nó từ da. Thêm nắp và móc cài. Dây đeo dài sẽ giúp giữ cặp trên vai nè. Nó ghi là nguy hiểm. Tô hình bạn mèo màu đen. Và đôi mắt phát sáng của cô sẽ soi đường. Làm râu từ chỉ. Cô mèo đi theo Coraline mọi nơi. Họ luôn ở bên cạnh nhau. Đột nhiên, có rất nhiều mạng nhện. Mèo con, cậu có nghĩ thật kỳ lạ hay không? Mình sẽ trốn ở đây để đề phòng. Là Edward. Coraline, sao cậu không ở trường? Mình không muốn vào trước. Hơi ngại á. Thật khó khi làm học sinh mới. Mình muốn là bạn cậu. Giờ cậu không cô đơn nữa đâu. Lớp ồn quá. Mọi người đều muốn nói cho cô phù thủy những trò của họ cho Halloween. Hôm nay cô đã nghe rất nhiều ý tưởng. Ma quái lắm. Các em rất giỏi. Đây là đồ cô chiêu đãi các em nè. Bạn có muốn học ở trường quái vật không nào? Hãy comment nha. Hãy like video này, đăng ký kênh La Lê Lu và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào nha.